Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy việc phê duyệt các dự án thành phần và kiến nghị phương án bổ sung phần kinh phí giải phóng mặt bằng vượt dự toán theo báo cáo nghiên cứu khả thi là những vấn đề được tập trung thảo luận trong khuôn khổ hội nghị do Ban chỉ đạo dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh sáng nay. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng Ban chỉ đạo dự án chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chỉ đạo dự án, Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Về phía tỉnh Hưng Yên, cùng dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Theo báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội cùng hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần. Tuy nhiên, do dự án phức tạp đi qua địa bàn 15 quận huyện của 3 tỉnh thành phố, nên đến nay mới phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1, 2.1 trên địa bàn thành phố Hà Nội và hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3 xây dựng đường cao tốc theo hình thức đối tác công tư PPP đang được Hội đồng Thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định. Còn lại, các dự án thành phần 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 về giải phóng mặt bằng và xây dựng đường song hành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh đang tổ chức thẩm định, tiến độ bị chậm theo nghị quyết số 106 của Chính phủ. Ban chỉ đạo đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đề xuất kiến nghị 9 nội dung để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Đến nay, thành phố Hà Nội đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được gần 35% diện tích cần giải phóng mặt bằng. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 3 địa phương là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và một số bộ ngành trung ương tập trung thảo luận các vấn đề về phê duyệt các dự án thành phần, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc điều tra, đánh giá khả năng cung ứng các loại vật liệu. Bãi đổ thải cũng như vai trò trách nhiệm của từng địa phương, bộ ngành trong từng dự án thành phần, phần việc cụ thể. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, làm rõ những nội dung triển khai thực hiện dự án thành phần 1.2 và 2.2 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Hưng Yên đã tích cực chủ động theo tinh thần vừa xếp hàng vừa hành quân, để khi các dự án thành phần được phê duyệt thì sẽ triển khai đồng thời được nhiều phần việc nhằm đảm bảo tiến độ của dự án. Nhà thầu tư vấn thì đã hoàn thiện báo cáo khả thi. Cái tác động môi trường thì hiện nay thì cũng đã gửi Bộ Tài nguyên. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì hiện nay cũng rất khẩn trương, như là di chuyển mồ mả rồi các nghĩa trang và tái định cư doanh nghiệp và tái định cư cho nhân dân. Thì ba nội dung này thì các vị trí hiện nay chúng tôi đã duyệt hết để tham đủ đáp ứng toàn bộ cái việc khi mà di rời và giải phóng. Tuy nhiên ở các vị trí này thì phù hợp với người dân, phù hợp doanh nghiệp, nhưng mà lại không phù hợp với lại cái quy hoạch chung, thì hiện nay chúng tôi cũng phải điều chỉnh theo quy định. Thì tất nhiên cái thời gian điều chỉnh phải có bằng thời gian nhất định. Tuy nhiên là cũng đã lên phương án đền bù giải phóng đoàn xong hết rồi, tức là đến chi tiết để kể cả khu tái định cư tất cả xong hết rồi, nhưng mắc là không phê duyệt dự án, không phân bổ tiền được, gọi là không giải ngân được. Chúng tôi có tiền cái giải ngân hết đấy. Đối với nguồn của tỉnh ấy, tức là cái đường song hành khoảng 1.500 tỷ thì tỉnh đã bố trí đủ rồi. Thế riêng cái nguồn giải phóng bằng cái 1.2 thì theo nghị quyết của hội là chỉ có 3.000 tỷ, nhưng khi khảo sát thực tế từ di chuyển mồ mả rồi di chuyển tái định cư cho nhân dân, giải phóng mặt bằng cho cả doanh nghiệp và hệ thống các đường điện là chưa tính tới. Bây giờ tổng các loại là khoảng nó vào khoảng 5.900, tức là vượt khoảng 2.200. Thì đây là báo cáo khó khăn, nhưng mà chúng tôi sẽ phải hoàn thành tất cả, là đều phải vừa xếp hàng vừa hành quân. Phân tích rõ thực trạng, nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc khiến tiến độ dự án chưa đáp ứng được nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đề xuất một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Các địa phương thống nhất là phê duyệt dự án thành phần theo cái tổng mức đầu tư thực tế dựa trên cơ sở báo cáo khả thi. Chúng ta thống nhất thực hiện đối với cả Hưng Yên, cái dự án thành phần giải phóng mặt bằng là đều vượt mức tổng mức đầu tư theo nghị quyết 56. Thì có hai việc. Một là trước hết là thành phố Hà Nội với góc độ là cơ quan đầu mối chủ trì điều phối thực hiện các dự án thành phần, thì đồng chí nên rà soát tổng mức đầu tư của các dự án thành phần để làm sao đấy cái việc mà phê duyệt các dự án đầu tư của chúng ta
nó trong cái phạm vi tổng mức đầu tư đã được Quốc hội phê duyệt là hơn 85.000 tỷ. Thế còn cái việc phê duyệt thực tế các dự án thành phần của Hưng Yên và Hà Nội thì cứ theo thực tế, thế còn phần chênh đấy là đề nghị là giao cho địa phương đấy xem xét quyết định nguồn thẩm quyền. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo dự án Đinh Tiến Dũng đánh giá tuy tiến độ thực hiện bị chậm từ 1,5 đến 2 tháng so với kế hoạch, nhưng sau 8 tháng triển khai, cả ba địa phương đều rất tích cực chủ động vào cuộc, thể hiện quyết tâm chính trị cao đối với dự án được coi là trọng điểm của trọng điểm này. Đồng chí cũng cho rằng dự án đã và đang nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân, biểu hiện rõ nét là việc tại nhiều địa phương, nhân dân chủ động di chuyển mồ mả, cây cối, tài sản trên đất ngay khi chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Vì vậy, nhân đợt này, cả ba địa phương cùng các bộ ngành phải tiến hành mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện dự án, đảm bảo khởi công toàn tuyến vào tháng 6. Chúng tôi cũng thống nhất với các đồng chí hôm nay chúng ta đưa vào biên bản là chúng ta phê duyệt theo mức thực tế trong báo cáo khả thi. Thế còn là chính sách của tỉnh nào thì tỉnh sẽ phải lo. Lưu ý các đồng chí, đất thì chủ yếu là đất ở, đất nông nghiệp thì cũng không phải là vấn đề lớn. Thì đây các đồng chí mình xác định cho hai việc thôi. Một là nguồn gốc rất là chính xác và chặt chẽ. Cái thứ hai là diện tích. Sai sót là nó hay bị cái thủng chỗ này là chặt chẽ. Cho nên là dưới làm trên phải giám sát, phải kiểm tra và phải thường xuyên và phải từ đầu. Rất may rất mừng hiện nay 2024, trưởng ban chỉ đạo của hai tỉnh đều cam kết là đến 30 năm sau là cơ bản bàn giao 70% diện tích để có thể khởi công được dự án. Đấy là điều quan trọng.